khắc chế được lửa ha. Storm. Siêu bão luôn các bạn. Yo yo, hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình và là mình đây, Momo Gaming. Ok, chúng ta cùng trở lại cái series về Dragon City ha. Rồi, hôm nay mình xem lại kênh của mình đã được 200.000 subscribe rồi các bạn. Wow, rất là tuyệt vời luôn, cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Chúng ta cùng chia sẻ các video và kênh của mình để giúp mình đạt được 1.000 sub sớm nha. Rồi mình xin cảm ơn cả nhà nhiều. Ok, và chúng ta cùng mở Lucky Land nào. Rồi lại là như lần trước ha. Mình sẽ mở cái thứ nhì tiếp này, vàng. Rồi xong luôn, không có vàng luôn. 110.000 vàng của em. Ok, cái gì đây, chat on op. Được 5 cái op của come on ha. Cái Dragon TV coin này đó, là bán 65 gem là được 4 cái này. Thôi không có tiền nè. Gem này 200 gem là 257.000 này các bạn. Ok. Device shop này. Wow. Hiện giờ là đang là mùa của các bạn rồng Redemption ha. Cho nên là hiện tại thì hình như là rồng Redemption nó đang hot đó các bạn. Cái lịch tháng 7 này, lịch tháng 7 này là có bằng rồng này nè. Wow. Và bằng rồng này là mình sẽ, chúng ta sẽ chơi đủ những cái ngày này và mình sẽ nhận được hai bằng rồng mới ha. Rồi, chúc các bạn may mắn này. Rồi chúng ta cùng vào nhặt vàng này. Wow. Hồi chưa mình có off cái video về gặp rồng ha, gặp rồng đời thật ha, một clip giải trí để cho các bạn xem. Tình cờ là mình đi ăn sáng về ấy, cái mình thấy cái cảnh đó nó hợp với lại bằng rồng kia ấy, cho nên là mình ghép vào luôn. Ok. Lâu đổi gió một chút chứ không là chúng ta nếu mà xem game biết thì cũng chán đúng không. Rồi mình nhặt vàng tiếp này. Cái này là cái nhà training này, cái nhà training mình đã xây xong rồi các bạn. Em rồi mình thử một bạn vào training thử ha. Đây bạn friendship ha. Rồi gì đây, to a new attack for this dragon, là chọn một cái tấn công, kỹ năng tấn công dành cho rồng của bạn hả? Cái gì đây? Này. Sao đó? Đây. Là khi mà đổi skill này là nó sẽ cộng 505%. Wow. 15 này. 176 này, 226 này, 176 này. Hiểu rồi. Hay ha. Như vậy là mình sẽ thay đổi cái hand chair này nè. Ui. Mình phải bắt một ngày luôn các bạn. Một ngày luôn mới chain rộng được ha. Rồi, chúng ta cùng vào review luôn đi. Đầu tiên là bạn Sea Titan ha. Rồi bạn Sea Titan này. Ok, chúng ta sẽ cùng vào review bạn Sea Titan ha. Ok, và như vậy là mình đã nhận được bản Titan, Titan thứ hai của mình ha. Wow, yeah. Quá may mắn luôn các bạn ơi. Nào chúng ta cùng xem cái effect nào. Bạn này là gồng lên nè. Gồng lên sông nước hay dưới bung lên. Thấy chưa? hấp dẫn. Rồi mình xem cái attack này. Attack là chiêu Storm này là 1050 và chiêu Leplat này là 1050 này, hai chiêu mình nhắc ha. Ok, và mình sẽ đổi tên thành em là Moi này. Sea là biển ha. Là bị thằng biển cả đi. Biển cả ha.
Ok. Nếu mà chữ thần nữa thì hơi dài, mình đặt chữ T đi. Rồi, MMT biển cả. Là môi môi thần biển cả ha. Ok, như vậy là mình đã nhận được rồng Citizen ha. Rồi mình để xem, mình xem. Ok, phép này đã xem rồi ta. Rồi mình đang lên cấp 7 này, cấp 7 là tiến hóa ha. Rồi chúng ta xem tiến hóa này. Wow. Có nước này, nước này các bạn. Hai bạn này lướt dưới mặt biển này. Đó, chưa. Nước mà trên cái đồi cát này luôn. Ok, rồi chúng ta cùng xem effect nào. Wow. Amazing. Ngầu đấy, ngầu đấy các bạn. Mình fix monster là nó có thể unlock luôn cái reward ở trên cái device pad này các bạn. Rồi năng lên cấp 15 ha. À, hình như cái nhà nâng cấp level dành cho con rồng hình như mình nâng lên 20 rồi đấy. Không biết là nâng lên gì chưa. À, vẫn chưa ha. Như vậy là chưa hoàn thành xong cái root này, root level 2 ha. Rồi, hiện tại là vẫn đang 15 các bạn. Đâu xem. Đây này. À, xong rồi này. Vừa xong luôn các bạn. Như vậy là vẫn nhận kinh nghiệm rồi mới được tiếp tục fix ha. Rồi mình fix tiếp này. Đó. Yeah, lên 20 ha. Rồi quá tuyệt vời luôn. Như vậy là lúc này lên 20 này thì các bạn rồng này sẽ càng ngày càng tốn food ha. Rồi, càng ngày càng tốn thức ăn nha. Rồi mình ăn luôn bạn Titan này. Ui. Đó. Mình như là mình nhận bằng rồng mới này. Ui, rồng Queen là đó các bạn. Như là bằng rồng Queen này mình có rồi ha. Rồi mình ăn cái bạn Titan điện này lên luôn cấp 20 nha. Wow, và chúng ta sẽ vào combat ở trong cái battle. Hai anh chàng Titan. Hai anh chàng Titan là amazing luôn. Và mình cho cái bạn bảo tố ha. Bạn bảo tố này, legendary này lên cấp độ 20 luôn nè. Ok, ok. Rồi. Ba bạn ở cấp 20 nha. Xíu chút nữa là mình sẽ nâng luôn các bạn ghi luôn lên 20 luôn. Để có gì đánh trong cái battle ha. Cái này nè. Cái lê truyền ba đồ này. Rồi nếu các bạn thấy thích cái video và channel của mình thì xin cho mình một like, một đăng ký cũng như một chia sẻ để giúp mình tăng lên 1000 sub ha. Rồi mình xin cảm ơn các cả nhà rất là nhiều nha. Rồi chúng ta cùng cái chiến đấu trong cái ba đồ đi. Arena này Terra 1. Thua 11 cái cấp rồi các bạn. Rồi mình select dragon. Rồi cho thằng biến cả lên luôn nè. Wow, Titan đẹp ghê các bạn. Có cái khiên phía trước đẹp ghê. Như vậy là mình có hai con đấy, được hai skill đầu luôn. Oh, amazing. Nước này, điện này và gió ha. Trong cái này là hiện giờ là không cho đánh Heroic nha các bạn. Lạ ha. Như vậy là vẫn chưa cho đánh Heroic này. Rồi chúng ta cùng fight. Fight. Ok, welcome to my team. Ok, chiêu Pry này, đúng không? Cái như là vậy là chiêu này là cái tảng băng ở dưới đất nó lên các bạn. Ok, tiếp tục này, Storm ha, bão này. Rồi đúng bão luôn. Bằng này, đa số mấy kỹ năng này nó hơi giống lại những bằng rồng cũ ha. Rồi Light Frame này. Ui, cái này kiểu như là tam giác ánh sáng gì đó ha. Rồi chiêu Left Blast này là mình không thể đánh nè. Rồi mình swap qua bạn này ha. Ok, Titan điện nè. Yeah, chắc chắn là sẽ... Wow, 1, 2, 3, 4, 6. Trời ơi, mà sao không được 1, 2, 3, 4, 5 cho đẹp. 1, 2, 3, 4, 6. Ui, 11118, trời. Hồi nãy giờ là hai số đẹp rồi ha. Rồi như vậy là mình chơi chiến thắng trong cái trận này nè. Tiếp tục nè, đội hình của bạn Dancer Rory Red ha. Vampire nè, Iron Fight nè và Dark Dragon. Yo luôn. Ok, wow. Đây, Storm nè bạn. Như vậy là nước là
sẽ khắc chế được lửa ha. Storm. Siêu bão luôn các bạn. Tiếp tục này, có một chiếc Storm này là khắc chế được nữa này. Đó. Thôi mình dùng Leap Plug đi, để mình review cái skill này đi. Wow, đẹp đẹp. Ok, và shut down. Bye bye. Bằng rồng này hình như là có bằng rồng cũ nữa các bạn. Tại vì thấy vẫn 2,5 ha. Đây, chiêu light, light frame. Như vậy là ánh sáng là sẽ khắc chế được bóng tối này, đúng rồi. Yeah, win win win. Victory, ok. Yeah. Rồi. Ngon ha. Như vậy là mình đã cho tất cả mọi người xem cái skill của vị thần biến cả ha. Bốn cái nguyên tố này, amazing luôn. Wow. Rồi mình trồng thức ăn này. Ok, mình xem thử là cái quy còn 2 ngày 21 giờ ấy này. Như vậy là mình vẫn vẫn chưa đánh cái quyền ba một ngày này, mình chưa chơi cái lên trick kia này. Rồi mình đánh luôn này, mình đánh cái trick này luôn ha. Bốn bạn đều cấp 20 này các bạn. Thôi chọn đại đi. Select ha, select dragon ha. Rồi random ha. Mình chọn ngẫu nhiên này. Ok. Rồi quất luôn nào. Mình sẽ đánh được 3 lần này. Ping. Ôi bạn này là có legendary, cái kia nguyên tố legendary đầu tiên này các bạn. Để xem thấy có cái gì khắc chế không. Không có rồi. Như vậy là chúng ta sẽ dùng chiều mình nhắc là Electric Shock với lại Storm đúng không? Đúng ta. Bạn này mình không nhớ này, Storm đi. Rồi 5.000 năm này. Ui ông này 18.000 luôn các bạn. 18.000 máu luôn. Wow. Nucleate 5.600 này. Rồi thôi xong luôn các bạn ơi. Ui. Cái chiêu gì mà nó kinh vậy. Cho ok cho Storm tiếp này. Storm đi. Yeah. 5.200 này. Ui ông này tới 23 luôn, cấp độ 23 25 luôn các bạn. Leap Black. Ok, the first queen. Rồi, scooter hả? Trời ơi. Crit down luôn các bạn. Như vậy là lửa hả? Nước này bằng bằng kia hình như chơi cái gì đất thì phải. Ok, electric shock 12.900. Rồi, thua rồi bạn ơi. Rồi ông này cấp cấp 23 này. Hy vọng là mình sẽ cắt chế được. Ui. Trời ơi, vừa đẹp mà vừa vừa crit dam nữa các bạn. Wow. Chắc mình phải nâng cấp lên cấp độ 25 các bạn ơi. Phải nâng lên 25 mới được chứ, vì cái này khó quá. Cực kỳ khó luôn ấy, tại vì các bạn kia đều như vậy là mình sẽ cần năm bạn rồng cấp 20 thì mình sẽ nâng lên cấp 25 ha. Nhưng mà cấp 25 là không biết là bao nhiêu tiền nhỉ. Rồi mình nâng 5 bạn lên cấp 25 này. 20 chứ, nhầm nhầm. I'm sorry baby. Ui, Clem này. Rồi, để xem thử cái bạn Ibis này ha, mình cho Ibis này lên 20, 20 luôn này. Rồi. Ok, và bạn còn gì đây? Thôi đại đi, cho đại đi ha, cho đại cũng được. Mình cho ở đây Euler này, mình Euler lên 20 luôn nha. Rồi video được 14 phút rồi các bạn ơi. Ok, và mình đăng lên thử xem thử là tốn bao nhiêu tiền này. 2 triệu 5 mà mình chỉ có được có 1 triệu 5 các bạn. Trời ơi nghèo quá, siêu nghèo luôn các bạn. Chắc phải đợi thôi, chắc phải đợi có gold thêm gold ha, thêm gold thì mới được.
này, trong cái clan này đang xôm lắm các bạn. Ok, mình xem tới clan mình thế nào nha. Rồi mát này, 20/20 này, thành viên mới gì đây, Huy 1 2 3 5 4 này. Và hiện tại mình đang ở cái level 6 ha, à 5 chứ, gần lên 6 rồi này. Rồi mình thử cái vận may của Frisbee này, nếu mà nó cho qua luôn ấy thì khỏe này, tại vì cái nhiệm vụ này hơi mệt. Thầy cấp của rồng của mình hơi... ui chỉ có được một cái thôi các bạn. Một cái thuyền thôi nè. Rồi thêm được thiếu ba cái nữa ha. Rồi chút nữa chắc chút nữa thì mình đánh xem, mình đánh cái Logic Bar luôn này, lại thử chắc cái mấy cái team khác nó là yếu hơn ấy. Ok, gì đây, rồi mình nhặt hàng free này, free chest ha, 5 cái key, với lại cái device này, cái device này mình claim được một bạn epic ha. Rồi mình nhặt từ đây xuống này. Wow, cái ông samurai này đẹp quá các bạn. 100 mob kia này, 5 gem này. Ok, và được một trứng epic free các bạn. Wow. Rồi để xem tới bạn gì ha. Rồi hy vọng là một bạn rồng mạnh và đẹp này. Ý, hấp dẫn nha. Medieval gì đây, Medieval gì đây các bạn. Bây giờ mà tìm ra chắc không ra rồi. M này, tìm chữ M không ra đâu các bạn ơi. Rồi mình xem thử cái trong cái store này ha. Ui, còn nhiều rồng quá các bạn ơi. Đây, Medieval Dragon. Yeah. Ok các bạn, tập tiếp theo mình sẽ review về bạn này ha. Bạn Redemption Luther Dragon. Rồng có thể hồi sinh được bạn rồng khác ha. Ok. Như vậy là mình đã review xong bạn rồng Sea Titan Dragon cấp độ 20 ha. Và mình xin kết thúc video tại đây. Nếu mọi người thấy thích video của mình và thích kênh của mình thì xin cho mình một đăng ký, một like và một chia sẻ đến các bạn để mình đạt 1000 sub sớm ha. Rồi mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và xin chào và tạm biệt. Yeah, bye bye.